bản dự toán chi tiết đám cưới. Trước khi cưới, bố mẹ chú rể gặp mặt bố mẹ cô dâu lần đầu. Ba ngày. Số tiền chi là 5 triệu. Ảnh cưới ở Nha Trang trị giá 15 triệu. Chi phí dự phòng đăng ký kết hôn là 20 triệu. Áo cưới cho cô dâu và vest cho chú rể 10 triệu. Thuê dịch vụ trọn gói rước dâu bưng quả 20 triệu. Dạ đỡ suy nghĩ nhiều anh. À tính thường ha. Mua nhẫn cưới với số tiền 54 triệu. Thôi tính rõ luôn 54 triệu. Bộ trang sức em về trong khôi. Thấy buồn cười hay rồi. Hắt cưới 4 cây vàng 144 triệu. Bố mẹ vợ có thể gửi lại vì chàng trai lo hết toàn bộ chi phí. Ủa là sao? Mời bạn giới thiệu về mình. Dạ em tên là Định, năm nay em 26 tuổi, đang làm nhân viên văn phòng ở công ty Mega Market Việt Nam ở quận 2. Dạ. Cụ thể làm gì? Dạ làm vào về phòng sale và marketing. Quê em ở đâu? Dạ em ở thành phố Hồ Chí Minh luôn chị. Rồi, mời bạn gái giới thiệu. Dạ em xin chào chị Cát Tường, xin chào anh Quyền Linh, xin chào anh Minh Kia và tất cả mọi người có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Chào bạn. Em tên là Nguyễn Thị Kim Tuyến, năm nay em 25 tuổi, em ở quận 9 thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của em là em đang làm nhân viên bán hàng cho công ty Unilever. Điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Dạ khi mà em bình thường á thì em có nhiều điểm mạnh lắm, nhưng mà khi em bất bình thường thì mấy điểm mạnh nó trở thành điểm yếu đó chị. Ví dụ cụ thể là ví dụ cái gì? Ví dụ như khi mà em bình thường á thì điểm mạnh của em là thì em rất là tự lập, em rất là giữ lời hứa và có nghĩa khí. Rồi khi mà bất bình thường? Khi bất bình thường thì có những chuyện gì đó thì em sẽ lúc đó em sẽ trở nên yếu đuối, không tự lập là không tự lập được nữa. Bạn trai thì sao? Dạ về ưu điểm của em thì em có gọi là em cũng rất là nhiệt tình với mọi người, dễ nói chuyện, tức là ai em cũng nói chuyện được. Nhưng mà còn cái nhược điểm mà gọi là em không thể nào khắc phục được á, đó là em rất là dễ bị đỏ mặt với đám đông. Đỏ mặt? Dạ. Không sao. Mà có run không? Hay là tự nhiên cái máu nó đỏ thôi? Dạ bình thường chứ, nhiều khi gặp con gái em cũng phải run chứ, tại em là đàn ông mà, thanh niên cứng bởi vậy. Bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua một mối tình ạ. Một mối tình? Bao lâu rồi em? Dạ cũng được một năm mấy rồi chị. Em quen được khoảng 10 tháng. Thì bạn đó là lúc trước là bạn thân, sau đó trở thành người yêu của em. Em thì rất là khó tin tưởng vào người khác, đặc biệt là người khác giới á chị. Mà trong chuyện tình cảm nữa. Bạn bè thì vẫn tin bình thường, nhưng mà trong chuyện tình cảm thì em rất là khó tin. Bạn trai? Bạn trai. Bạn trải qua mấy mối tình rồi? Dạ nếu mà thật sự thì em chỉ trải qua được một mối tình, nhưng mà đó là mối tình đơn phương anh. Hai bạn này cũng chưa có một mối tình nào sâu sắc. Mình chắc muốn mối tình này sâu sắc nè. Muốn tìm một cái mẫu người đàn ông tương lai của mình, cái người chồng của mình là người như thế nào? Về ngoại hình á thì bạn cao khoảng 1m7 trở lên. Về 1m7 được, còn gì nữa không? Vui vẻ, hòa đồng, rồi không có hút thuốc. Hút thuốc không? Dạ không. Không, rồi. Với lại là bạn ấy thì là một người có trách nhiệm, có bản lĩnh, có thể lo được cho gia đình và cuộc sống. Điều gì em không thích nhất ở người bạn trai? Đàn ông gia trưởng chị. Bạn trai có gia trưởng không em? Dạ không chị ơi, sẵn đây chị cho em hỏi bạn nữ một câu nha chị. Hỏi đi anh. Em ơi, ông bà mình có câu á, đàn ông mà kém bộ râu á, văn chương cũng dở, công hầu đừng mong, thì em có thích người đàn ông để râu không? Đặc biệt là anh ta có râu quay nón. Cười đó. Sao em? Thì thật ra thì con người quan trọng là ở bên trong, ở trái tim, ở tấm lòng, chứ không phải là ở vẻ bề ngoài. Em nghĩ là không có vấn đề gì đâu ạ. Nếu không thích thì kêu cạo thôi. Dạ đúng rồi. Không chịu cạo thì tối ngủ tôi tự cạo. Bây giờ là bên đó đưa ra cái vấn đề đó thì em cảm giác em gọi là có bao nhiêu phần trăm đạt được? Dạ thì chắc cũng hòm hòm cũng được 70, tại em không có gia trưởng anh. Mẫu người bạn gái của em tìm là người như thế nào? Dạ thì cũng tại vì em biết em không đẹp rồi, cho nên là em cũng cần một bạn nữ là tóc dài, dễ thương, xinh xắn. Với lại bạn nữ đó cũng phải biết là suy nghĩ sâu xa, với lại suy nghĩ sâu sắc một chút. Sâu xa, sâu sắc là sao? Tức là cũng biết, tức là biết trước, biết sau, cũng biết là quan tâm gia đình anh. Chứ không phải là suốt ngày cứ là chỉ có mơ mộng này nọ. Sao nói nhanh dữ vậy? Em bối rối quá chị. Em bối rối đó hả? Dạ. Bình thường là nhanh hơn hay là bối rối là nhanh hơn? Xây qua coi cái dung nhan đó coi. Trai mà. Ngộ ha, mà sau đây hơn thì cực mọc quá trời. Đây không mọc. Người ta gọi là vậy cho nó hài hòa. Phải chi mà đem đây bớt lên đây cái đẹp đều. Cao mét mấy? Dạ 1m7. Cái gì mà ngồi khép nép quá vậy, mặn mẻ lên coi. Chưa chị. Nguyên qua đây tôi coi mặt không, con làm gì né tôi hoài vậy? Em bối rối quá chị. Sao túng túng gì đó hoài vậy? Bà mối, bà sao bà cứ theo dõi đàn trai dữ vậy? Men không? Em đừng có rung nha. Có, thanh niên cứng mà chị. Cứng không? Dạ cứng. Chứng minh cho cứng kia coi. Dạ.
Cứng không trời? Mấy gái không? Tình yêu rồi mà. Có. Em có chơi thể thao không? Dạ có. Môn gì? Thì cũng mỗi một chút cũng biết bơi lội, cũng biết đá banh, thì cũng biết tập gym này nọ. Có banh đánh đũa gì không? Dạ không. Cái đó hoàn toàn không chị. Ủa gì vậy? À, dạ. Em có một cây kèn harmonica. Tặng bạn gái à? Dạ không. Tính thổi với bạn nó nghe. À vậy thì thổi đi. Thôi để ngồi ta đối diện ta thổi. Thôi anh ơi. Thổi qua bức màn giống như Trương Chi Mỹ Nương vậy. Em sợ em đối diện mà không được luôn. Đúng rồi, đúng đâu có thổi được. Để tôi về bển tôi ngồi. Để ra thổi. Thổi kèn nha em. Một câu đó anh. Nhiều quá. Trời ơi sao yếu quá vậy. Thôi em chứng minh cho cái gì cho chị thấy em phải không? Không phải là yếu nha. Lắng đó nói với ông hai luôn. Kể anh nghe coi. Dạ thì cũng hơi nhiều. Thì kể vài cái đi. Dạ bạn bè thì hơi nói em là thứ nhất là bá đạo, thứ hai là lừa tình, và quan trọng nhất là điên nữa chị. Bá đạo, lừa tình, điên. Lừa tình là sao? Lừa tình là ví dụ như là em hay lên Facebook, xong cái ví dụ em đi cà phê với bạn bè một đám vậy rất là vui, xong cái em chụp hình mỗi cái ly cà phê em, xong em đăng lên Facebook là hôm nay cà phê một mình, có ai cà phê chung không ta, kiểu vậy đó anh. Lừa tình nói gì nữa? Điên. Tới chừng điên lắm em làm gì? Lúc mà em ức chế quá hay là em bị áp lực gì đó thì em có thể đi vượt chạy xuống Vũng Tàu trong đêm vậy đó, rồi chạy xuống dưới ngắm mặt trời mọc, xong rồi sáng đi về. Có khi em đi một mình, có khi em đi với bạn em. Điên mình, điên thiệt ạ. Rồi, dễ thương lắm. Bên đàn gái dễ thương lắm em trai. Bây giờ thêm ý kiến người thân đi nè. Bây giờ đàn gái trước đi, mình đi với ai nè? Dạ em đi với mẹ em, với bạn em. Rồi, coi mẹ, mẹ kiểm tra giùm cái coi. Chào cô. Chào cô. Dạ. Thấy bạn nam cũng được đó cô. Được không cô? Được. Mà cô, bạn nam này chứ coi vậy chứ cô không phải là vừa đâu. Cậu này thì nói chuyện cũng tốt đó, cũng đàng hoàng đó. Dạ. Thấy còn làm con rể tương lai của mình được không? Đó là tùy con của cô. Nhưng nếu mà theo cô được không? Để cô suy nghĩ lại. Rồi xong rồi. Luôn, cô suy nghĩ lại là xong luôn. Cô có nghi ngờ gì điều gì không? Không, cô không nghi ngờ mà, nhưng cũng phải để cô từ từ chứ đâu có quyết định lẹ con. Thấy đẹp trai không? Cũng được, đẹp thì không đẹp mà được. Chứ xấu cô cũng xấu. À, mà có hậu không? Ý riêng của cô là được hay không? Cũng được đó. Mới có cũng thôi, cũng thôi. Thôi đừng ép cô được mà. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Em trai đi với ai? Dạ em đi với những người bạn học của em. Cho em xin gửi lời chào đến anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Thì định là rất một người rất là nhiệt tình, tính cách vui vẻ, tình yêu thì nó rất là chân thành. Nó là dành tình cảm cho ai thì nó chỉ có thích một người đó thôi. Cảm ơn em. Bây giờ mình kéo màn cho hai bạn gặp mặt nào. Rồi. Không gian này là hai bạn đó, hai bạn. Em cũng có một quyển sách muốn tặng cho anh à. Rồi, chúng ta trò chuyện với nhau đi các bạn. Nhà em ở quận mấy vậy? Em đang hiện tại. Dạ, em ở quận 9. Quận 9. Anh ở quận mấy ạ? Anh ở quận 8. Nhưng mà không sao, từ nhà anh lên quận 9 cũng không có xa, cũng chỉ có 20 phút thôi. Nên yên tâm chuyện đó. Ví dụ anh với em hẹn hò, xong rồi bạn của anh á, anh bị thất tình, anh buồn quá, anh mới gọi anh alo anh đi nhậu. Thì anh sẽ quyết định như thế nào? Anh dẫn em đi gặp nó thôi. Có hai người, có chuyện bình thường. Em rất thích câu trả lời của anh, đó cũng là câu suy nghĩ trong lòng em. Trời ơi, chứ mát lòng quá. Đầu tiên quá hả? Em không thích nấu ăn cho lắm. Anh có thích nấu ăn không? Thì anh nghĩ quan trọng là lâu lâu em có thể nấu được một vài món thôi. Dạ. Tại anh thích ăn đồ ăn của người bình thường nấu. Anh nghĩ là nó sẽ ngon. Kế hoạch để đám cưới như thế nào, hẹn hò như thế nào? Anh không giỏi về cách nói chuyện hay gì nọ hết. Nhưng mà anh chắc chắn là nếu mà em buồn thì anh sẽ dẫn em đi ăn hết món này món kia. Rồi mập thì cùng mập, giảm cân thì cùng giảm cân. Bỏ vụ ăn đi, tới hoạch đám cưới luôn. Kinh phí tổ chức đám cưới á, là cái mục tiêu mà mình phải đạt được cái tài chính đó. Thì bây giờ chắc anh cũng hòm hòm rồi. Tính chi phí rồi trước luôn rồi đó hả? Thì em phải có một con số cụ thể để mình phấn đấu đó anh. Rồi, có tính cụ thể con số luôn. Tính sẵn luôn hả? Bản gì? Bản gì? Gì giống kế toán quá vậy? Bản dự toán đám cưới. Trời ơi cái này. Đọc cho má nghe kìa. Bản dự toán chi tiết đám cưới. Trước khi cưới, bố mẹ chú rể gặp mặt bố mẹ cô dâu lần đầu. Ban ngày. Số tiền chi là 5 triệu. Ảnh cưới ở Nha Trang trị giá 15 triệu.
chi phí dự phòng đăng ký kết hôn là 20 triệu, áo cưới cho cô dâu và vest cho chú rể 10 triệu, thuê dịch vụ trọn gói rước dâu bưng quả 20 triệu. Dạ đỡ suy nghĩ nhiều anh. À, tính thường ha. Mua nhẫn cưới với số tiền 54 triệu. Thôi tính rõ luôn, 54 triệu. Bộ trang sức em về tinh khôi. Thấy buồn cười hay rồi. Thách cưới 4 cây vàng 144 triệu. Bố mẹ vợ có thể gửi lại vì chàng trai lo hết toàn bộ chi phí. Gì kỳ vậy? Ủa làm sao? Lo xong rồi kêu bố mẹ vợ gửi lại làm sao? Thách cưới là đưa ra xong rồi đám cưới không trả lại hả? À nó nghĩ là chắc là cha mẹ vợ gửi lại. Cưới tại nhà hàng trị giá 90 triệu. Là bao nhiêu bàn? Dạ tại vì là trên ở thành phố mình á, bàn tiệc là trong khoảng từ 3 triệu rưỡi cho tới 5 triệu. Cho nên em tính khoảng 4 triệu rưỡi một bàn là có thể được 20 bàn. Tuần trăng mật Hàn Quốc. Chúng ta sẽ tổ chức tại Hàn Quốc, trị giá là 30 triệu đồng. Lên rõ ghê luôn vậy đó. Tổng cộng 388 ngàn. Loại trừ khách cưới 4 cây vàng. Bố mẹ vợ thấy chàng rể thật thà nên cho lại. Bạn đã tính trước rất là rõ rồi. Đây em giữ em làm kỷ niệm nha. Mai mốt làm quá cái này là không được á. Chuẩn bị khá kỹ lưỡng cho hôn nhân của mình. Em thấy sao em gái? Ông đỏ mặt hết trơn rồi kìa. Không, thì hồi đầu lúc mà anh đặt cái mục tiêu này ra anh thấy cũng hoang mang lắm. Nhưng mà thôi, đàn ông mà mình phải cố gắng làm cho bằng được. Ý nãy giờ hơi nhạy cảm này. Cái ý là 4 cây vàng trả lại là sao? Ý là sao nói cho má nghe. Má vợ tương lai chứ má vợ cũng lo đó. Anh nghĩ tiền đó chắc cha mẹ vợ cho chứ ai đâu trả lại. Cho. Dạ, tức là tại vì em nghĩ ba mẹ nào cũng thương con anh. Ừ. Cho nên nhiều khi vậy mà cho lại. Cô có cho lại 4 cây vàng không cô? Cô cũng chưa biết nữa con. Có tới chừng là... đó là cô tính chứ giờ tính trước mất vui có... đợi đó suy nghĩ đúng không thì chắc cũng sắp hết giờ để nói chuyện rồi thì anh cũng chỉ vì anh là một người đàn ông thì với một cô gái như em thì chắc chắn là anh không thể nào mà không bấm nút trên sóng truyền hình này nọ được cho nên anh cũng cho em biết kết quả của anh là anh sẽ bấm nút trong trường hợp nếu mà em cũng bấm nút nữa thì như anh nói là chúng ta cùng mập giảm cân cùng giảm cân và chắc chắn với em luôn là ngoại trừ em ra anh cũng sẽ không nhìn một con nhỏ gái nào khác và trời cũng ơi. Không một người đàn ông nào sẽ ăn hiếp được em. Trời ơi, mình sẽ làm được khi bấm nút. Chuyện cô gái có bấm nút hay không? Đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Nút đầu dành. Trời ơi. Cái gì vậy? Sao bấm lẹ vậy cưng? Hả? Chị chưa đếm mà. Làm như khóa vụ 4 cây vàng hay sao? Rồi, nói với mẹ vợ tương lai. Hứa hẹn với mẹ gì đi. Dạ, cảm ơn cô vì đã nhận xét tốt về con ngày hôm nay. Xin mở gói quà cái được không chị? Được chứ. Bộ nhẫn sợ cái bộ mà. Chưa, cái bộ đó là cưới. Chưa anh ơi, chưa. Đừng có làm cái bộ ngọc quá. Cái đó cưới mới có. Trời ơi. Trợ lý tình yêu. Rồi ông rung kìa. Rung quá. Bình tĩnh. Rồi. Không bạn gái. Em thì không, em sống Hòa Đồng á. Rồi, được rồi à. Hôm nay em đi với ai em trai? Em đi với có mấy người bạn, với một người em gái, em họ. Em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường, MC của Bạn Muốn Hẹn Hò. Em là em gái của anh Thiết ạ. Để em khẳng định là anh Thiết thì em rất là thật thà. Kinh doanh thì không phải là rủi lắm nhưng mà cũng được. Mình tên là Thiết, năm nay 38 tuổi. Sống, làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, ở Bình Thạnh. Quê quán ở Thanh Hóa. Làm nhân viên kinh doanh, Zecoro và băng tải, băng chuyển các loại. Mời bạn gái giới thiệu. Dạ, em tên là Đỗ Nữ Hồng Anh, quê em ở Bình Định. Em là biểu quận 1 và sinh sống ở Thủ Đức. Dạ, em là kỹ sư xây dựng. Ngầu ha. Dạ, cũng rồi. Bình thường vậy. À, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em có là em thích nấu ăn, làm bánh, vui vẻ hay quan tâm người khác. Điểm yếu của em là em sợ đám đông, sợ ma, với lại hát rất là dở. Mà có hay hát không? Dạ có chị, người hát dở hay thích hát lắm chị. Bây giờ hát thử một cái đi. Vui là chính. Dạ. Rồi. Ở nơi ấy trên đỉnh núi cao chỉ có hai người, chỉ có hai người yêu nhau. Em mà hát hai hồi nữa chắc hai người hết yêu nhau á. Thôi bây giờ mình nói chút xíu về ưu điểm khuyết điểm của mình đi. Mời bạn trai. Khuyết điểm là ăn cay không được. Hơi nóng tính. Không biết nói sao nhưng mà có những cái mà phải thôi. Hả? À thôi là sao? Cái gì mà nói đại đi, bữa nay mình nói mình mở cho nhau biết hết mà. Để mình có thể gọi là có hợp tính hay nhau không? Ngồi chết năm đồng này nó run run quá anh.
Quỳnh Linh nhát Lâm Đồng luôn. Thì mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi em? Dạ em có một mối tình, chia tay cũng được 4 năm rồi chị. Mình quen bao lâu mà chia tay? Dạ 7 năm. Thật ra thì tụi em có những cái hiểu lầm trong cái mối quan hệ của tụi em từ phía gia đình chứ không phải từ phía hai phía tụi em. Có nghĩa là tình yêu cũng chưa đủ lớn đến mức để vượt qua những cái rào cản từ hai bên. Dạ em cũng nghĩ là vậy. Em chia tay với bạn trai được lâu chưa em? Dạ lâu rồi anh, hơn 4 năm rồi anh. Vậy từ 4 năm đó em từng quen ai chưa? Dạ chưa anh. Còn em? Với em thì trải qua 3 mối tình. Mối tình mới nhất cách đây khoảng hơn 1 năm. Yêu nhau cũng 1 năm. Cũng chưa sâu đậm gì đúng không? Vâng. Bạn gái cần một mẫu hình lý tưởng như thế nào? Em không có mẫu lý tưởng gì hết, em chỉ cần người đàn ông đó yêu thương em. Nếu thật sự anh yêu thương em thì những thứ khác anh sẽ vì em mà anh thay đổi tốt hơn. Đức tin mới là quan trọng. Quan trọng là tính cách nhất à chị, là phải hiếu thuận với ba mẹ thì họ phải yêu thương mình. Điều gì em ghét nhất ở người bạn trai? Gia trưởng là bạo hành đó chị. Bây giờ em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Yêu thương, quan tâm, chia sẻ mọi người. Chứ dù bất kể là ai mình hãy nên tôn trọng và yêu thương gia đình những người xung quanh. Là từ 1m60 trở lên. Rồi để anh qua bên kia coi kiểm tra có 60 trở lên không nha. Ôi chào cô gái. Dạ đẹp. Chào chị. Kỹ sư xây dựng đó nha. Kỹ sư xây dựng. Em cao mét mấy? Dạ 1m56. Ủa sao nhìn cao dữ vậy ta? Cho anh hỏi chút xíu, kỹ sư xây dựng em có hay đi công trình không em? Dạ không anh. Em làm ở đâu vậy? Dạ em làm ở quận 1 anh. Em ở văn phòng là chính anh. Em có phải là người phụ nữ ghen không? Phụ nữ ai cũng có chút ghen á anh. Cái như có nhiều người nói là đàn ông là phải là sở quyền sở hữu của riêng mình. Nếu mình sở hữu hoài mình sẽ cái tính kiểm soát con người mình anh. Đúng rồi. Mà kiểm soát mà mình nhăn riết mệt lắm. Người em thì thích vui vẻ. Anh nghĩ em là người đủ bản lĩnh ha. Một cô gái rất là xinh, rất là thông minh nha. Rồi, nếu mà chừng nào được thì chừng nào mình kết hôn được em gái. Nếu mình phải thật sự là người hai người xác định là mình sẵn sàng hết. À chào anh. Dạ chào chị. Em đoán thử cổ là người như thế nào? Rất là chững chạc. Một cô gái mạnh mẽ đó. Thông minh. Nếu như bây giờ một vợ mình giỏi hơn mình thì anh có ngại không? Cái điều đó không thành vấn đề chị. Giỏi hơn là giỏi hơn, phải để người khác đánh giá thôi. Anh đã sẵn sàng kết hôn chưa? Dạ sẵn sàng rồi chị. Có làm dâu không anh? À, không chị. Cái chuyện đó là để nó hợp với hoàn cảnh thôi. Bảo để làm dễ thì không có đâu. Không phải là tự tin gì cả. Nhưng cái điều nếu mà để nói như vậy thì nó hơi quá một chút. Vậy, bởi vì chị nói làm dễ á. Không phải làm dễ mà khi cưới đâu về... có câu nào làm rễ đâu, đang hỏi là... À chị nói làm dâu. Đang nói làm dâu. À có ý làm rễ là anh không chịu làm rễ đúng không? À. Mình có hơi gia trưởng không? Em thì không, em sống hòa đồng lắm. Rồi, được rồi. À. Hôm nay em đi với ai em trai? Em đi với có mấy người bạn, với một người em gái, em họ. Em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường, MC của Bạn Muốn Hẹn Hò. Em là em gái của anh Thiết ạ. Để em khẳng định là anh Thiết thì em rất là thật thà. Kinh doanh thì không phải là giỏi lắm nhưng mà để cũng được. Thì em thấy chị là cái mẫu người là được của gia đình thì em thấy là cũng được. Quan trọng anh chị. Rồi. Bây giờ ta sẽ nghe là nhận xét từ bên đàn gái nào. Rồi hôm nay em gái đi với ai? Dạ em đi với anh trai, chị dâu em với lại đồng nghiệp của em ạ. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Em là Phương, là chị dâu của Oanh. Thì đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thì gia đình cũng rất là mong muốn tìm cho Oanh được một người chồng biết thương yêu và chia sẻ. Tại vì ngoài cái tính hòa đồng thì Oanh cũng khá nhút nhát và sống nội tâm nữa. Cho nên thì cần một cái người có thể quan tâm, chia sẻ và hiểu được Oanh nhiều hơn trong cuộc sống. Về bạn trai thì em thấy là về ngoại hình khá là ổn. Về tính tình có thể anh còn khá là ít chia sẻ và có thể là hơi một xíu gia trưởng. Cái điều này thì có lẽ là không hợp với Oanh, tại vì Oanh thì một người rất là sống hòa đồng và chia sẻ với bạn bè. Nếu mà thấy cái cảm giác đầu tiên á, mà thấy hợp thì có thể chọn. Em xin cảm ơn chương trình. Cảm ơn chị. Nhận xét của chị. Để thay đổi không khí, xin hát Hôn Trường một bài hát. Để cho lấy tự tin anh Quỳnh Linh ạ. Đúng rồi. Nằm nghe sóng vỗ từng lớp xa, bọt tràn theo từng làn gió đưa. Một vầng trăng sáng với tình yêu chúng ta, vượt ngàn hải lý cũng không xa. Biển rộng đất trời chỉ có ta, thì dòng ngân hà mình cũng qua. Biển không biên giới như tình anh với em, hơn cả những vì sao đêm. Rồi, xin em. Thoải mái chưa? Giọng rất là vang ha. Bây giờ quan trọng là hai người. Nào, rồi. Mở rào.
Bắt đầu đi bạn trai. Để chào em. Chào em. Có hoa đến chương trình xin tặng em. Em cũng có quà tặng anh đó. Hôm qua em có về làm bánh tặng anh. Anh có gì muốn hỏi em không? Anh hỏi em chút, tình yêu của em 7 năm. Dạ. Tại sao không đến được với nhau? Không phải tình yêu nào cũng tới được với nhau anh. Ai đến lúc phải lựa chọn, mình phải lựa chọn giữa gia đình với lại người mình yêu nhất. Có thể tình yêu của em chưa đủ lớn để có thể lựa chọn em. Ồ, 7 năm cũng chưa đủ lớn. Yeah. Chúng ta về chỗ ngồi đi cho nó tự nhiên hơn nào các bạn. Về cuộc sống thường ngày là em có hay đi chơi bạn bè hay là tụ họp đâu đó không? Dạ có, tính em vui vẻ hay đi chơi bạn bè. Ngoài công việc á, thì em về nhà làm bánh nấu ăn. Còn không thì cũng hay tụ tập bạn bè. Anh cũng thích nấu ăn à, em có ăn cay được không? Ăn rất là cay. Em ăn cay, anh biết mình người miền Trung phải không? Không dạ. Sao nhưng mà có một cái là em cũng hay đi du lịch đó. Dạ hả? Cũng thỉnh thoảng em cũng đi du lịch. Tại vì thường em đi du lịch cũng kết hợp với làm những cái việc thiện nguyện. Thì không biết là điều đã có gây khó khăn với anh không? Không, anh cũng thích đi du lịch. Nhưng đôi khi nếu mà có gia đình rồi thì nó phải phù hợp với cái hoàn cảnh và cái... Ví dụ như có con hay gì đó thì gia đình vướng bận nhiều thứ thì làm sao đi được. Nhưng mà có một điều cũng hơi khó là công việc của em đôi lúc về muộn. Thì anh có khó chịu về việc đó không? Em giới thiệu về công việc của em thêm chút xíu nha. Em ở trong văn phòng thôi và viết các quyết, các hợp đồng, tính những cái chi phí xây dựng nhẹ. Chỉ ở văn phòng thôi. Dạ. Ok. Nhưng chết mà đúng. Cũng thường xuyên về muộn chứ không phải là về sớm. Tới về muộn là mấy giờ? Khoảng 7 giờ, 7 rưỡi thì em mới về tới nhà. Bây giờ. Cái chuyện ăn uống thì người đàn ông á, nhiều khi anh thích nấu ăn lắm. Nhiều khi anh nấu mời bạn bè đến ăn mà. Cho nên hy vọng rằng nếu mà được nấu cơm để mà chờ người vợ về để ăn, đó là điều hạnh phúc đối với anh. Thực tế ngồi đây á, hầu như là anh cảm thấy nó có cái gì đó nó trong đám đông không nói được gì cả. Mình cảm nhận về đối phương như thế nào ngay lần đầu tiên mình gặp mặt? Nó có rất giống... là tuyệt vời chị. Một người rất xinh, chu toàn về gia đình. Đó là những cái mà em cần. Thật ra thì em thấy anh sợ ta. Tốt, cũng khá trầm. Em nghĩ là vậy. Bạn trai có thể nói điều gì để tạo thêm niềm tin cho cô gái? Đây là một cô gái rất là chỉnh chạc, suy nghĩ rất là chín chắn. 15 giây cuối cùng cho anh. Qua đây được có thể xin phép em cho anh được tìm hiểu. Dạ. Cho anh được tìm hiểu đến với em. Đấy là một cơ hội. Phía sau như thế nào? Đó là do hai người quyết định. Dạ. Cảm ơn dạ, em. Dạ. Rồi. Cái bấm nút đó hết sức là quan trọng. Bấm bằng cả sự yêu thương của mình. Suy nghĩ cho kỹ. Đó là hạnh phúc của các bạn. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Hết thời gian. Sao em lại không bấm? Thật ra thì em cảm thấy là chưa sẵn sàng. Tại vì em có cảm giác là anh gia trưởng. Mà thật ra cái điểm đó là em rất là sợ đó. Nhát. Anh nghĩ rồi. Em còn một điều gì nữa. Gọi là tin vợ anh ấy thôi chứ anh ấy không gia trưởng. Anh ấy có nói là anh ấy sẵn sàng có thể nấu cơm đợi vợ mình về ăn mà. Không sao chị, đâu còn thời gian mà. Có sao đâu. Anh cảm thấy như thế nào ngay lúc này? Để gặp gỡ được một người tài năng như thế này em thấy rất là hạnh phúc. Họ vẫn nắm tay nhau đấy chứ. Vẫn nắm tay nhau đấy chứ. Không sao cả. Và hy vọng rằng hai bạn sẽ có thể tìm được hạnh phúc của mình. Đây là quà tặng một cặp gối cao su thiên nhiên Đồng Phú thuộc tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam. Cảm ơn anh. Rồi, cái bấm nút đó hết sức là quan trọng. Bấm bằng cả sự yêu thương của mình. Suy nghĩ cho kỹ. Đó là hạnh phúc của các bạn. Một. Hai. Ba. Hết thời hết gian. Hết thời gian. Sao em lại không bấm? Thật ra thì em cảm thấy là chưa sẵn sàng. Tại vì em có cảm giác là anh gia trưởng. Mà thật ra cái điểm đó là em rất là sợ đó. Nhát. Anh nghĩ rồi. Em còn một điều gì nữa. Gọi là tin vợ anh ấy thôi chứ anh ấy không gia trưởng. Anh ấy có nói là anh ấy sẵn sàng có thể nấu cơm đợi vợ mình về ăn mà. Không sao chị, đâu còn thời gian mà. Có sao đâu. Anh cảm thấy như thế nào ngay lúc này?
để gặp gỡ được một người tài năng như thế này. Em thấy rất là hạnh phúc. Họ vẫn nắm tay nhau đấy vẫn chứ. Vẫn nắm tay nhau đấy chứ. Không sao cả. Và hy vọng rằng hai bạn sẽ có thể tìm được hạnh phúc của mình. Thì rất là đẹp. Em không phải nào phủ nhận được điều đó. Nhưng khi mà mình lớn tuổi khoảng từ tầm tuổi 40 đến 50 là da lúc đó lão quá thì nó sẽ xấu. Nên em nghĩ là không xăm cho tốt. Rồi. Dạ. Quan điểm cũng rất rõ ràng ha. Vậy còn bạn nữ, bạn yêu cầu một cái người yêu của mình về cái ngoại hình như thế nào? À dạ. À, như nếu mà em có yêu cầu về ngoại hình của cái bạn đối tượng của em á là ốm cũng được, mập cũng được, nhưng mà nếu mà ốm thì đừng ốm quá, tại vì lúc nãy em có nói là em cũng mỉm rồi, nếu ốm quá thì nhìn sẽ giống như số 10 vậy đó. Còn nếu mà tròn thì cũng không sao, nhưng mà khi mà mình quen nhau em cũng thích cái bạn nam đó tròn mà hơi đừng có cái bụng quá chị, đừng có cái bụng to quá, tại vì em cũng tròn, bạn đó cũng tròn. Đôi khi á là mình á là có những cái hành động khi mà quen nhau rồi á, có những cái hành động thân thiết á, cái có thể là ôm chẳng hạn, thì hai cái bụng nó sẽ bị dòi lên nhau, nó không có sát được. À tức là sợ bụng xong cái bụng mình đụng bụng kia, hai bụng đụng nhau. Dạ, chị ạ. Em tên là Quỳnh Lê Thùy Linh, năm nay em 31 tuổi, hiện em đang sinh sống và làm việc tại An Giang luôn ạ. Dạ. An Giang luôn. Thùy Linh, An Giang, em làm công việc gì hả? À dạ, hiện giờ em đang làm trợ lý dự án cho một cái dự án ở cái văn phòng làm việc thì ở là Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh An Giang hả chị? À, tức là mình đang làm trợ lý cho một cái dự án. Dạ. Rồi cái công việc của em chắc là làm giờ hành chính không mà đúng không? Dạ đúng rồi chị. Mà giờ hành chính là từ thứ hai cho tới thứ sáu và thứ bảy chủ nhật em được nghỉ. À. Của em ơi, ở An Giang là em ở huyện nào vậy em gái? Dạ em ở tại Long Xuyên luôn anh. Tại Long Xuyên luôn. Dạ. Em giới thiệu tên gì anh nghe chưa rõ? Dạ em tên Thùy Linh ạ. Thùy Linh. Thùy Linh hả? Dạ. À Thùy Linh bên đây là Long Hồ nha. Long Hồ 31 tuổi, Thùy Linh cũng 31 tuổi, hai người ở An Giang. Bạn kia ở Long, thành phố Long Xuyên thì cách có mười mấy cây à đúng không? Dạ đúng, dạ, đúng rồi. Rất hợp lý đó. À, chúng ta nói về một chút ưu điểm và khuyết điểm đi bạn gái. Dạ thì ưu điểm của em á là em thích nấu ăn. Em có thể là suy nghĩ ra, lâu lâu thì em suy nghĩ ra những cái món ăn nó lạ lạ, nó độc độc thì em thực hiện luôn. Và em cũng trong công việc hay trong mối quan hệ bạn bè thì em cũng là hòa đồng, sôi nổi, hoạt bát. Thích nấu ăn. Còn bạn trai, còn cái điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì? Dạ em xin trình bày điểm mạnh của em là em có thể sống độc lập được. Em có thể làm tất cả công việc nội trợ được. Em có em có thể làm những công việc mà giống như là nó thích, em thích làm những công việc đó mà nó đầy, gọi là mình cần có cái tính sáng tạo đó anh. Dạ, dạ chị cũng thích giống em. Sáng tạo cái gì dạ. Mà làm mới, giống như bạn kia là thích nấu ăn là chế ra là tạo ra những món ăn mới này kia đó hả? Không, đúng rồi, công dạ. Việc thôi, còn nấu ăn thì là thí dụ gì dạ, đó dạ, dạ. Anh ơi em ở chính dưới quê là em làm lúa hay là làm vườn? Vừa làm lúa vừa làm vườn. Em trồng được bao nhiêu lúa? Dạ nhà em, mẹ em canh tác, nhà em canh tác được 6 hectare đất nông nghiệp. 6 hectare? Dạ, tức là 6 mẫu, 6 mẫu là 60.000 m2. Dạ. Wow, ở thành phố tôi có 50 mét rồi, tôi muốn chết luôn rồi. 60.000 m2 em hả? Dạ. Dễ sợ không? Người ta gọi là địa chủ hả? Địa chủ rồi đó. Oh. Hay là gì, điền chủ, mình gọi địa chủ nó ghê quá. À, anh Long Hồ điền chủ. Đó, hai bạn có vẻ là rất là thích sáng tạo đúng không? Vậy thì cũng hợp nhau. Em có khuyết điểm gì không Long Hồ? Dạ, khuyết điểm của em thì là em không thích thể hiện mình trước đám đông nhiều. À, nhát đám đông. Em rất là nhát gái. Nhát gái? Dạ. Nhát hả? Còn bạn gái có khuyết điểm gì không bạn gái? Dạ, khuyết điểm của em á thì thứ nhất là về ngoại hình của em thì nó không có được xinh xắn như mấy bạn gái khác lắm. Nhưng mà em tự nhận mình là em không có mập, em chỉ mỉm mỉm đáng yêu mà thôi. Ờ à, đúng rồi. À. Chị đâu có thấy là em giống như là em nói em tự tin về ngoại hình nhưng mà em mỉm mỉm nhưng các bạn em rất là xinh, em hiểu không? Và nó rất dạ, là chị. Ờ à, không sao cả. Dạ. À, cái nữa là khi mà ngủ em hay có cái tật xấu là hay lăn lộn á chị. Lăn hả? Dạ em lăn lộn dữ lắm. Lăn tới cái tướng em gì mà em lăn là còn ok mà em còn lộn nữa hả? À, em chỉ lăn qua lăn lại thôi, em lăn qua lăn lại thôi. Em chỉ có nghĩ, lộn vòng vòng. Chị nghĩ lăn đã vậy, giường ngủ mà lăn thì còn lộn thì nó chắc chết quá. À, như, bạn trai, mình ngủ trên giường mình có nằm yên chỗ không ta?
Dạ lúc em ngủ chắc có lẽ là em không xác định được là em có lăn lộn hay không, nhưng sáng với sau thì có lẽ là vị trí cũ không còn là vị trí em nằm ban đầu hơn nữa. Vậy cũng lăn. Nói chung là hai bên đứa lăn đứa lộn suốt vậy cũng mệt lắm à. Đây, bạn gái bạn có mấy mối tình rồi? Dạ nếu mà nói về mối tình chính thức á thì em có được 3 mối tình. Một là hồi lúc đi học phổ thông, cái nữa là lúc đi học đại học, và cái mối tình gần đây nhất mà cũng chia tay cũng lâu rồi ạ, là lúc em đi em ở Cần Thơ ạ, em học ở Cần Thơ. À đi học Cần Thơ. Dạ. Tức là tại sao mình lại phân biệt mối tình chính thức và không chính thức nữa hả? À dạ tại vì có một gần đây thôi, gần đây thôi thì em có em hay tham gia cái hoạt động thiện nguyện từ thiện, hoặc là những cái hoạt động của các đơn vị khác phối hợp á chị, thì có một cái anh đó em cũng địa cái anh đó là mình cross, dạ, đúng không? Dạ em cũng địa cái anh đó đi, nhưng mà sau một cái chuyến đi đó thì đi tăng 1, tăng 2, tăng 3 rồi thì tự nhiên em thấy lời ra là cái anh đó kết cái bạn đi chung. À dạ em bỏ luôn. À là ra là vậy, hiểu dạ. Hiểu. Không sao tức là qua tình trường thì là trải qua 3 mối tình rồi. Ba dạ. Mối tình chắc cũng có nhiều kinh nghiệm về tình yêu đúng không? Bạn trai có mấy mối tình rồi? Dạ em thì trải qua một mối tình ạ, thời đại học quen nhau cũng được hơn 4 năm. Rồi sau đó thì cuộc sống không hợp nên bạn ấy chọn người mới, em cũng tôn trọng quyết định của bạn ấy. Quen 4 năm rồi. Dạ. Rồi sao nó không hợp là sao? Tại vì thời điểm đó thì nhà em là chuyên về làm nông thì em cũng cố gắng phụ giúp cha mẹ. Thì lúc đó em cũng bây giờ thì xấu nhưng mà lúc đó xấu hơn nữa. Rồi bạn đi làm thì bạn thấy nhiều người đẹp hơn, lý tưởng hơn, hình mẫu đúng như bạn chọn. À. Thì bạn chọn thì mình cũng tôn trọng. Sau khi chia tay mối tình đó thì bao nhiêu lâu em mới quên được? Cũng mất thời gian cũng khá là lâu. Lâu là bao nhiêu? Cũng hơn 1 năm ạ. Vậy là cũng mối tình sâu đậm á, quên dạ. Hơn 1 năm mới nhờ quên đúng không? Dạ, đúng bây rồi. Giờ quên hẳn chưa? Bây giờ thì quên là không còn nhớ gì nữa. Ok. Rồi, bây giờ ta bắt đầu mối tình này coi như là mối tình cuối đi nha. Dạ. Cố gắng ha. Em cũng hy vọng là vậy ạ. Hy vọng như vậy. Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ, đối với em thì em không trọng quan trọng quá về ngoại hình. Tại vì thật sự em quan điểm cuộc sống thì nếu mà đã là thương nhau thì về sống chung một nhà thì mỗi người quan tâm tới nhau một ít, rồi chia sẻ nhau một ít, rồi nhường nhịn nhau một ít, mà đặc biệt là đàn ông thì cuộc sống gia đình sẽ hạnh phúc hơn. Em chỉ quan trọng nhất ở người phụ nữ đó là chung thủy, tính chung thủy. Em rất cần tính chung thủy. Rất cần chung thủy. Em thì màu tóc em cũng không quan trọng mấy, tại vì đó là thời trang phụ nữ bây giờ ai cũng cần. Còn về việc xăm hình, em thì không xăm hình, nhưng đối với phụ nữ xăm hình thì em cũng không ngại, nhưng mà thật sự thì còn trẻ anh, xăm hình thì da mình còn sức sống á thì rất là đẹp, em không phải nào phủ nhận được điều đó. Nhưng khi mà mình lớn tuổi khoảng từ tầm tuổi 40 mấy đến 50 á, da lúc đó lão quá thì nó sẽ xấu, nên em nghĩ là không xăm cho tốt. Rồi dạ. Quan điểm cũng rất rõ ràng ha. Vậy còn bạn nữ, bạn yêu cầu một cái người yêu của mình về cái ngoại hình thì như thế nào? Nếu mà em có yêu cầu về ngoại hình của cái bạn đối tượng của em á là ốm cũng được, mập cũng được, nhưng mà nếu mà ốm thì đừng ốm quá, tại vì lúc nãy em có nói là em mũm mĩm rồi, nếu ốm quá thì nhìn sẽ giống như số 10 vậy đó. Còn nếu mà tròn thì cũng không sao, nhưng mà khi mà mình quen nhau em cũng thích cái bạn nam đó. Tròn mà thôi, đừng có cái bụng á chị, đừng có cái bụng to quá, tại vì em cũng tròn, bạn đó cũng tròn. Đôi khi á là mình á là có những cái hành động khi mà quen nhau rồi á, có những cái hành động thân thiết á, cái có thể là ôm chẳng hạn, thì hai cái bụng nó sẽ bị dòi lên nhau, nó không có sát được. À tức là sợ bụng xong cái bụng mình đụng bụng kia, hai bụng đụng nhau. Dạ. Đúng không? Để chị qua chị coi thử bụng sao. Thôi coi. Sao bụng vậy? Ở đây ngon. Ngon không? Người cũng ngon. Cũng tròn do. Tròn hả? Bên đây dư chữ O. Được không em? Dạ. Đôi dạ. Đây tròn do như chữ O được không? Dạ, thấy xứng với em là được. Anh Quyền Linh thấy cảm thấy là xứng với em là được. Không em dễ thương á. Dễ thương. Dạ. Đừng có sợ tròn bụng bự gì. Đàn ông bụng bự thì sang, đàn bà bụng bự
thì sao? Cũng sang như thường á. Cũng sang như thường. Đúng rồi. Anh nói đừng có lo cái vụ bụng bự hay không. Do cái tính tình thôi. Dạ. Mà anh qua anh thấy anh chịu đàn gái nha. Dễ thương ha. Tươi. Cười rất là tươi. Ha. Đàn gái múc miếp vậy đó. Trời ơi, lấy về là thấy sao ta, lấy cảm giác là bưng cô này về nhà là sẽ dạng như là bự nhiều. Thấy về phong thủy á. Đúng rồi. Rất là thoải mái, phóng khoáng. Đúng rồi. Về phong thủy rất là hoành tráng. Đúng rồi. Rất là tức là có quan của đệ đó. À. Ừ. Có thể thấy là thấy 30 Tết trong nhà liền thì không dịch đồ. Ừ. Thấy dễ thương. Gái đó. Em cũng chịu đó. Ừ. Em chưa thấy em trai. Em chưa thấy em trai. Em chưa nhập tới à. Dễ thương. Đại điền chủ nha. Đại điền chủ 6 mẫu. Anh nhà anh còn anh trai em trai gì không? Dạ, nhà em thì em còn thằng em trai nhỏ em 7 tuổi. À, nhỏ năm 7 tuổi hả? Dạ. Là sinh năm khoảng năm mấy ra ha? Dạ, sinh năm 96 chị. À, 96 không sao, em 90, hơn 6 tuổi rồi sao? Trời ơi, đi làm mai hay làm mai cho người ta hay làm mai cho mình? Chưa nghe không, nha. Chị không ngại câu mà, chị ơi anh yêu em hả? Không sao, bình thường. Em giờ cái mốt bây giờ đang là phi công rồi, hiểu không? Sao với lại nhà có 6 mẫu đất mà nghe. Mai đêm về em hỏi nó có bằng lái phi công. Thôi có gì nói lên chương trình kiếm nam thư nhé. Dạ. Nam chị Nam Thư hay là chị Thập Tư? Chị Thập Tư chị. Chị nào cũng được hết. Coi nè, thấy chưa? Thấy mấy trời tóc là rồi. Đọc trong profile á của anh á là thấy là tóc là tự lên kiểu đúng không? Dạ đúng. Rồi mình ra tiệm mình đưa cho người ta làm cho tiệm. Mình. Ở dưới quê không có tiệm. Ta hớt bằng cuốc không đó. Là cầm cái cuốc vô đầu là tóc nó bay đi. Dạ không phải, bây giờ ta hớt máy cắt không à. Máy cắt không dạ, cuốc là ngày xưa. Là máy cắt lúa hả? Máy cắt lúa hả chị? Em dễ tin lắm nha, đừng gạt em nha, em chưa giờ thấy cái máy cắt lúa nữa. Lúa thì tự động nè, nó đẩy gì nó cắt lúa xong mình đưa cái đầu vô nó cắt tóc qua luôn. Phải không anh? Ừ. Thiệt hả? Rồi, ngày này năm sau đắp vỗ luôn. Trời ơi, ghê quá, anh lên này kiểu em không à. Là tóc này mình tự lên kiểu hả? Dạ đúng. Tự cắt là quăng tự nhiên hay là mình uống? À, có một chút gì đó gọi là nhân tạo ạ. À. À nhân tạo, cái kiểu này thường thường giống như người ta nói sát hai bên tóc đi là undercut, còn mình là undercut hả? Không, nên là máy cắt thôi chị. À undercut luôn. Đây là tự cắt đó. À. À, như nãy giờ là bạn gái cũng chia sẻ là bạn gái có thân hình hơi mũm mĩm tí xíu nhưng xinh xắn rạng ngời. Dạ. Bao xinh thì anh cảm thấy sao? Dạ nãy em cũng có chia sẻ là em không quan trọng về ngoại hình lắm. Ừ. Dạ. Chỉ quan trọng về tính cách thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Em chị thấy được. Dạ. Chị thấy được chân thành, chân thật. Được quan... không? Được. Đàn gai cũng dễ thương. Quan trọng là 6 mẫu đất nữa. 6 mẫu đất. Em ừ. Thấy cái đầu nó giống như cái muối sầu riêng vậy đó. Một nửa nè, chắc vô đây nè. Nhìn ấn tượng đó. Dễ thương. À. Thật thà. Anh hỏi đàn gái một chút xem. Dạ. À, đàn gái không thích đàn trai cái tật xấu gì nhất? Em không có thích là cằn nhằn với nói chuyện úp úp mở mở anh. Giống như là muốn nói một cái câu chuyện gì đó đầu khơi lên xong cái thôi anh không nói nữa đâu em tự tìm hiểu đi. À, đó tức là hoặc nó là nói cho nó rõ luôn đúng không? Dạ. Không có úp úp mở mở. Dạ. Với lại cái đợt là cằn nhằn gia trưởng anh. Trai chắc ít cằn nhằn lắm em ơi. Dạ cũng có khi có chứ anh. Có phải không? Dạ em như... có phải không trai? Em không thích tính càm ràm càm nhằn nói nhiều, em không thích. Không thích nhưng mà em có càm nhằn càm ràm không? Em không thích là em không nói luôn. À im luôn đúng không, thấy chưa? Dạ. À rồi có cái gì em ghét nhất ở đàn ông nữa không? Dạ như là hơi hói tí hói. Như là tóc dài. Tại vì anh ơi giống như mày không biết xác định là hói hay không hói ta. Hình như nó hói mà nó làm luôn. Hết hói luôn á. Hói không? Dạ, có không? Có nhẹ. Không nhẹ được anh. Nhẹ, cái này nhẹ, ta gọi nhẹ là được. Hối hiền hòa đó em. Có hối hiền hòa nữa anh. Hối hài hòa đó. Dạ. Ừ. Rồi. Có thích có ghét gì nữa không? Em có tật xấu gì không á? Có không? Tật xấu thì hồi nãy em cũng có nói rồi đó. Là ngủ hay lăn thôi đó. À còn cái nữa là thí dụ như em thì em hay đi công việc em á thì là do là đi bên ngoài rất là nhiều. Em đi bên ngoài rồi về rồi cái hoạt động của em rất nhiều rồi cái về khi có khi có đa, em là mệt lắm em mới có phát ra âm thanh khi ngủ. À. là ngáy nhẹ. À không ai cũng vậy mà. Sao cười? Anh làm em mắc cười. Ngáy là tốt mà. Thì em đâu có phủ nhận điều đó nhưng anh đang làm em mắc cười. Ngáy sợ ăn trộm nó sợ mình. Bảo đảm an toàn cho gia đình luôn buổi tối. Không, là gái dễ thương á. Dạ. Tôi thấy là ok. Nhưng mà em trai em không thích điều gì ở phụ nữ?
Dạ, em không thích người phụ nữ thì em có chia sẻ là rất là không thích. Cầm gàm đó hả? Càm gàm thì chắc phụ nữ nào cũng có ít với nhiều rồi. Đó là sự thật. Mình nói chung là mình là đàn ông thì mình có làm cái gì nó mới càm ràm. Dạ đúng, đúng rồi, rồi. Làm sao càm ràm không làm cái gì thì người ta không có lửa làm sao có khói. Không làm thì cũng càm ràm luôn. Ủa mà đàn trai ơi, dạ đàn trai cho Thư hỏi cái, ví dụ mình có thích sở thích nhậu nhẹt đồ không ha? Dạ thì cờ bạc hay là nói chung tứ đu tường thì em không có đó, không có tham gia vào. Nhưng thật sự thì chia sẻ thì em có nhậu và nhậu rất là nhiều. Nhậu là tức là tửu lượng nhiều chứ không phải là nhiều lần nhậu, thích nhậu la cà. Tức là mà mỗi lần có đám tiệc thì là khả năng em uống rất là nhiều. Còn nhậu thì mà như người ta nhậu la cà rồi kia thì em cũng không có cái vấn đề đó. Rồi, tốt. À, vậy là nhậu nhiều hả? Vậy uống được nhiều chai? Bia, em chia sẻ với chị, bia có thể uống được 1.5 lít, rượu uống được 2 lít. Trời, bia mà, trời sao mình không tính chai, mình quá tính lít luôn vậy? Không, rượu quá chị, rượu quá. Cái gì rượu là uống được 2 lít? Dạ, 2 lít mà 2 người. 2 lít 2 người hả? Chết rồi anh Linh ơi. Là người lít á, là đồ mạnh á. Dữ dằn luôn á, nhưng mà cái mức độ đi nhậu mình có thường xuyên không? Hay chiều giống chiều đi làm về, đi làm lúa rồi vậy về rồi lai gai đồ, hay ngày nào cũng lai gai không? Thí dụ như có tiệc tùng hay là có sự kiện hay có gì trong gia đình thì mà, hoặc là bạn bè hay người thân mời thì mình mới nhậu, chứ còn thật sự là nhậu nhiều thì cái công việc thì bỏ ai làm chị? Đúng rồi, ta nhậu đám giỗ, đám cưới, đám hỏi, đám quải, ta nhậu thôi. Nhưng mà em sợ dưới quê tuần có 3 đám giỗ, 3 đám quải, đám hoài. Anh này là anh bảo đảm là bình thường trai là ít nhậu, yên tâm. Yên tâm vậy thì nghe vậy thì em yên tâm. Rồi, anh ơi, cho em hỏi xíu là anh có hút thuốc không ạ? À, cái này không hút thuốc, nhỏ lớn giờ không. Dạ, tại em ghét hút thuốc dữ lắm. Rồi, bây giờ mình hỏi thăm ý kiến người thân đi ha. Dạ. Bạn gái đi với ai vậy? Dạ, em đi với lại mẹ, cô và anh ạ. Rồi, xin chào gia đình. Dạ, xin chào khán giả trường quay. Xin chào MC Hoài Linh vui vẻ, đẹp trai. Xin chào chị MC Nam Thư rất là xinh đẹp. Dạ, con cảm ơn cô. Dạ. Cô thấy sao? Con rể tương lai được không? Thấy thì nhìn thì hiện tại thì thấy cũng được, nhưng mà mình chưa có biết được sau khi cái chương trình này thì đưa để kết nối để tìm hiểu thì do cái đó thì cái quyền sở hữu để chọn bấm nút để được kết nối hai bạn thì cái đó là để giao lại cho bé Linh. Nhưng mà nãy giờ thầy này nói chuyện cô thấy có ưng cái bụng không? Thấy thì cũng được, nhưng mà không biết sao về thì em Linh thì nó rất là giỏi với nó rất là ham học. Tại hiện tại là nó chuẩn bị nó học nó hiện tại là nó được 2 bằng rồi đó. Thạc sĩ nó muốn đi thêm tiến sĩ nữa, như vậy cháu Hồ có thể mà tiếp tục để cho con đường của em Linh đó có được hay không? Được ạ. Đó chị nói là đó, bình thường học hành thì như Linh đi nói học nữa, học mãi. Thì muốn học thì cứ học, nhưng bản thân con cũng phải học để phấn đấu cho cuộc sống, công việc, đồ này kia. Ai cũng phải học, nếu em học nữa thì con ủng hộ. Đúng rồi, học như Lê Ni nói học nữa phải hả? Thí dụ cho cô hỏi thêm cái nữa, thì trong thời gian em nó nãy nó cũng nói đó, tại vì cái nhiệm vụ của nó làm thì nó đi suốt, tại vì cái này nó làm cho trợ lý cho cái đơn vị phi chính phủ, cho nên nó thường xuyên nó đi, chỉ một tuần lễ có thể nó đi hết là 6 ngày đó, có khi thứ bảy chủ nhật nó có đi nữa. Như vậy con cảm thấy nó có khó khăn gì cho con không? Dạ, con quan điểm ngay từ đầu con đã trình bày là thứ ba là con là không có, thứ nhất là không quan trọng ngoại hình, cũng không có quan trọng vấn đề công việc, không có gây khó khăn quá vấn đề công việc, nhưng con đang cần một người phụ nữ là dù cho có thể đi làm ở đâu bất cứ yêu xa như thế nào hoặc là lập gia đình mà hai vợ chồng không có thể gặp nhau được nhưng vẫn phải chung thủy, là con rất tôn trọng như đó. Cho cô hỏi thêm nữa, thí dụ con làm nông mà bây giờ thì em nó đi làm việc vậy thì gia đình con với con có thấy nó có rắc rối gì cho con không? Dạ, bản thân con thì con không ngại, tại vì mỗi người mỗi công việc thì con nghĩ là sau công việc thì vợ chồng gặp lại thì có vui hơn hay là xúm xích bên nhau, thì mà nó không vui thì cũng vậy hả. Nên con thấy là mỗi người công việc, con thì cũng có công việc riêng của con, em thì cũng có công việc riêng của em, thì khi mà một ngày kết thúc thì hai chồng hay là hai là bạn ha, em con với em gặp nhau
có những câu chuyện vui vẻ chia sẻ với nhau, con nghĩ cũng được bình thường, con không ngại vấn đề đó. Nói chung ban ngày việc ai để làm, những sao tối ngủ chung là được đúng không? Dạ. Nhưng mà riêng cô thì cô ý thích của cô đó, muốn làm sao thí dụ như vậy đó thì muốn một thí dụ có một chú rể thì cũng phải thương vợ, biết cha mẹ, biết nói chung là đạo đức thật là tốt đó, chuẩn mực đó, như vậy đó. Thấy là đề ra nhiều quá phải không? Dạ con không suy nghĩ về vấn đề quá vấn đề đó, tại vì con nói thật thì con cũng làm con. Thì con cũng hiểu rằng là cha mẹ lúc nào kỳ vọng rất là nhiều về con cái. Bản thân thì nếu như mà em mà có đi lấy chồng thì bản thân cô cũng phải kỳ vọng rất là nhiều về con rể. Tại vì bởi vì người đó là quyết định là hạnh phúc của cô đến cả đời. Nên con nghĩ thì đó những là đòi hỏi là tất nhiên và tất yếu, không có gì là sai lầm. Rồi, hay quá. Giỏi quá, hay trả lời xuất sắc. Được quá cô. Tại vì cô với con là quê ở An Giang, cho nên mình gần nhà với nhau lắm, cho nên sợ Thoại Sơn với ngoài Long Xuyên thì nó gần, nhiều khi có gì nữa, thành ra cho nên cô phải hỏi trước. Sát bên nhau, khỏe rồi cô ha. Rồi, em trai đi với ai? Dạ, em đi với mẹ với anh họ ạ. À, có mẹ nữa. Dạ, con chào cô ạ. Chào anh ạ. Em xin chào chương trình và chào MC Quyền Linh và Năm Dạ, con chào cô. Em thư rất là dễ thương. Con cảm ơn. Đối với tôi, vấn đề chọn dâu tôi không quan trọng về nhất tam tòng tứ đức, đó là đương nhiên ai cũng mong muốn, nhưng mà đối với tôi chuyện đó quá xa xưa. Công việc làm ăn của con tôi sẽ ủng hộ, và tôi xin thưa nhà Long Xuyên tôi có, và nếu con tôi sẽ tạo điều kiện cho con bằng mọi tư cách. Tôi không giàu nhưng mà tôi có thể tạo điều kiện được và cho con đến tương lai, đó là hy vọng của tôi. Tôi không mong muốn con tôi ưu đãi ưu ái tôi một cái gì, chỉ biết tôi là một người mẹ và chồng tôi là một người cha, đó điều đó là tôi mong muốn. Rồi, hay quá. Tôi thấy con dâu tương lai có hợp với mình không? Ốm cao dễ thương, mặt lùn quý phái, đó là phe của tôi. Rồi, bây giờ đại diện nhà trai đứng lên với nhà gái đứng lên, đại diện nhà trai nói gì với nhà gái thế nào? Hai bà xui. Tôi là nhà trai, tôi bước đá, tôi xin có trách nhiệm với con chịu nếu hai đứa nhỏ thương nhau. Thương quá, dễ thương quá. Dễ thương quá, dễ thương quá. Trời ơi, nói chung là gia đình mình là ở dưới là vui rồi đó. Là chuẩn bị mốt có đám cưới nhớ mời con xuống vô nha. Còn trên này nè, anh Linh ơi, em nôn nóng quá mình. Kéo rào đi. Kéo rào. Kéo rào luôn cho tụi nó gặp mặt. Về với anh Giang luôn. Không, em cứ ngồi trên đó, chị quay lại. Về chung chiếc xe luôn nha. Qua thấy bà xui không? Bà xui là tôi thấy tả rồi đó. Em chào lần đầu gặp tiên, anh gặp mặt thì anh có món quà tặng cho em. Dạ. Đây là cái cây này là do anh tự trồng, tự ghép. Anh làm hết. Dạ. Cây này là cây mít. Anh nó là rất là dễ sống. Anh mong rằng tình cảm chúng ta giống vậy. Dạ. Và cây mít này nè, khi trồng á thì nó rất là mau cho trái. Và mỗi lần cho trái là trái rất thơm, rất ngọt. Anh mong tình cảm chúng ta là như thế. Dạ. Trời ơi. Anh thì em đến với chương trình thì em cũng có một cái món quà nhỏ tặng anh. Thì em có thể mang cho anh được không ạ? Được. Hay quá. Để cây xuống, đi. Đây đây đây, chị giúp cho. Đây rồi. Trời ơi. Người ta là vì anh thương em như thương cây bàng non đúng không? Không, đây vì anh thương em như thương cây mít non. Dạ. Ôi, dễ thương. Dễ thương quá. À. Em không biết làm sao. Thấy cưng quá. À. Thấy cưng quá. À. Anh đợi em tí nha. Có mùi gì không? Anh ơi, tại vì nó dính, anh có thể nhìn. Nó dính này đúng không? Nè, anh kéo này lên vậy nè, đó. Đó, tại vì nè. Hồi đó giờ chưa có kinh nghiệm đúng cái rồi, này anh rồi ơi. Đó, anh đeo vô xong anh kéo cho xuống. Đeo đi. Đúng rồi, giở áo lên. Đó, hai cái mặt sát nhau rồi, hung nhau bất ngờ đi. Em không biết là nó có hợp với anh không. Họ kéo lên. Rồi. Dạ, anh cảm ơn. Ủa còn cái này nè. Đứng sát nhau. Còn nữa.
Anh ơi, cái này là một cái con để móc khóa nhưng mà nó cũng dễ thương giống em á. Yeah. Em mong là anh nhìn nó anh sẽ nhớ tới em. Anh cảm ơn em. Nhìn cái này cũng nhớ tới bạn ấy, nhìn cái mic cũng nhớ tới bạn ấy, nhìn cái gì phải nhớ tới bạn ấy nha. Dạ. Nhưng mà lý do tại sao hôm nay em bên đây tặng rất là ý nghĩa là tặng cà rà bát này, tặng con thú bông nhỏ nhỏ này, sao em tặng cái mic ý nghĩa hay sao? Nãy em có nói ý nghĩa. Không, nhưng mà cái chuyện ý em nói là nó ngọt tình yêu, ngọt ngào như mic hay sao? Dạ đúng rồi, nó mic thì là một loài cây rất là dễ sống trên mọi vùng đất. À. Rồi em mong rằng tình cảm của em cũng như vậy. Rồi mít là một loại cây cho trái rất là nhanh và nó khi kết quả thì trái nó kết quả rồi nó sẽ lớn lên nhanh. Mà khi nó chín rồi nó sẽ thơm và nó rất là ngọt, thì em mong là tình cảm không là vậy đúng không? Dạ. Đặc rồi. Biệt cây mít này là do em tự trồng rồi tự ghép luôn, em làm hết tất cả rồi, các công đoạn. Cái nhiệm vụ của em là bắt đầu đi tìm tình yêu cho mình nha. Dạ. Đó, chúng ta nhìn nhau đi. Rồi. Mời bạn gái ngồi. Cảm nhận về nhau đi các bạn. Dạ. Đó, các bạn ta ăn ở dưới An Giang ở sát bên nhau luôn mà không gặp nhau. Dạ. Tự nhiên có duyên lên đây gặp nhau. Nói chung thì anh đăng ký chương trình này cũng rất lâu rồi. Nhưng thật sự anh không biết là anh có thể tin vào cái duyên hay không. Tại vì là chương trình cũng kêu anh là lần này là lần thứ 5 đi casting. Là đi casting xong rồi đó là mấy lần trước là anh công việc nhà vẫn anh không đi được. Dạ. Nhưng lần này đi là để gặp em. Dạ. Tại vì anh cũng không nghĩ là em là cùng quê. Dạ. Em cũng vậy, là em cũng đã đăng ký lâu rồi. Sau đó là có cái chương trình là Hẹn Ăn Trưa, em cũng có đăng ký rồi. Sau bất ngờ một hôm là chương trình gọi em để mà casting, thì em lên em casting. Thì em cũng có nói là muốn tìm một cái bạn cùng quê cũng được, hoặc là miền Tây cũng được. Mà cũng có một em cũng giống anh là chương trình đã hẹn lên một lần nữa, nhưng mà do cái công việc em đi công tác cho nên là em không có tham dự được. Hiện giờ là em đến đây thì cũng gặp anh là chắc có lẽ là một cái duyên. Anh đến đây là bằng tất cả là gọi là sự nghiêm túc. Dạ. Thì trong cuộc sống anh cũng chia sẻ với em thì anh rất là khôi hài. Nói chuyện thì bạn bè xung quanh có thể nói anh là cái độ lầy là lụa luôn. Dạ. Lầy mà có lụa luôn. Dạ. Nhưng anh nghĩ đó là câu chuyện mỗi khi nói chuyện với nhau mình nên khoa một chút gì đó để cho nó tạo cảm giác vui vẻ trong cuộc sống. Dạ. Nhưng thật sự trong quan điểm cuộc sống anh quan điểm rất rõ ràng. Thế như là anh lúc đó anh cũng chia sẻ em là anh về xin ba mẹ lúc anh không cảm thấy không phù hợp với công việc của anh đang học. Anh xin ba mẹ về là anh làm nông. Thì ba lúc đó ba anh và mẹ anh rất là buồn. Tại vì 12 năm học phổ thông, thêm 4 năm học đại học nữa mà lại về làm nông. Nhưng mà bản lúc đó anh về là ba anh mới nói là muốn đó, muốn làm thì cứ làm. Thì mình sức trai mà, cái suy nghĩ ôi thi đại học thi đại học ở này nhậm gì, à thì cứ làm. Thì khi mùa đầu tiên, mùa vụ đầu tiên thì đó là tự tay anh làm thì rất là lúc mà năng sức lúa, lúc mà anh xả lúa xuống, lúa thì xả xuống sông rồi anh ra anh thăm lúa thì anh về anh báo với anh tiếng là lúa đạt rồi, lúa lên đều dày đẹp, không có gì để khoảng không có gì để nghi ngờ về năng suất năm nay nữa. Thì cái lúc mà lúa chỗ bông tức nghĩa là nó sắp chín, mình sắp gặt rồi đó. Anh bước ra anh thăm cánh đồng, anh chỉ nói coi trời ơi tin được không, 80% là cỏ. Tại vì lúc đó anh không thể nào phân biệt được cây cỏ và cây lúa. Rồi mỗi vụ mỗi năm về sau thì anh nói với bản thân mình là mình phải bắt đầu lại, mà mình biết mình sai ở đâu mình phải bắt đầu lại, mình phải làm lại tại sao người ta làm được mình làm không được. Rồi anh là năng suất lúa là mỗi năm sẽ nó thay đổi tới hiện tại bây giờ là nói chung là anh cũng thành công trong việc đó. Nói chuyện tình yêu đi, nói chuyện lúa không vậy? Dạ em thì anh, dạ em nói trước đi. Dạ thì anh cũng chia sẻ như vậy thì em cũng hy vọng là sau này em có thể phụ giúp anh những cái công việc đó. Anh cũng mong được như vậy. Dạ. Anh cho em hỏi là anh ở Thời Sơn là anh ở xã nào ạ? Xã Vĩnh Khánh em. Vĩnh Chánh hả? Vĩnh Khánh. Vĩnh Khánh. À dạ đúng rồi. Dạ biết. Tại em cũng có đi công tác ở khúc đó. Dạ. Nè, ví dụ như bây giờ mình bàn sâu vô cái chuyện đám cưới hoặc là tình yêu, tình ớ đi. Nếu mà chúng ta bấm nút hẹn hò, chúng ta tiện đi hiểu nhau thì bao lâu chúng ta cưới được? Đúng rồi. Dạ. Theo quan điểm của anh á, thì nếu mà bấm nút hẹn hò được thì anh nghĩ là trong vòng từ 1 năm đổ lại. Dạ. Còn theo em, quan điểm của em là như thế nào? Dạ, em cũng suy nghĩ vậy. Tại vì thứ nhất là cả anh và cả em thì cũng đã qua khỏi cái tuổi kết hôn một đoạn rồi, cho nên là cái rút ngắn thời gian nó cũng được.
Nhưng mà cái khoảng thời gian phù hợp nhất thì cũng khoảng từ 6 tháng cho tới 1 năm thì mình có thể đủ thời gian để mình tìm hiểu những gì mà mình có thể là phù hợp với nhau để đi tới hôn nhân hay không. Còn khi kết hôn xong á thì em nghĩ là em sẽ sống ở đâu? Sống ở nhà mẹ ngoài này hay là nhà của anh ở trong kia, hay là muốn tạo mẹ cha mẹ hai bên tạo điều kiện để sống ở Long Xuyên cho nó dễ công việc của em? Hiện giờ thì nhà em á, hiện giờ thì ba mẹ em sống với ba mẹ, em gái và dì và bà, do là bà đang bệnh cho nên là em nếu mà được á, thì là em muốn ở gần ngoài Long Xuyên có thể phụ tiếp mẹ, chăm sóc cho bà và phục vụ cho cái công việc của em luôn. Nếu em sống vậy em có ngại là thì em cũng đi làm nhiều rồi, em nói vậy thì anh rất là đồng ý, nhưng mà em có ngại là khi tại vì công việc của anh thì anh phù hợp với đó, anh về anh làm đó rồi, thì nhiều anh đi sáng đi chiều về hoặc là đi 2-3 bữa về chóng rồi anh đi về thì em có ngại không? Thật sự là em cũng không có ngại cái chuyện đó, miễn sao là mình quen nhau, mình yêu nhau, mình đã lựa chọn nhau thì mình nên tạo cho nhau cái lòng tin. Khi mà anh đi, miễn anh không có làm gì sai với em là được rồi. Rồi mình con cái thế nào, quan điểm về con trai con gái gì nói nhau luôn đi. Em quan điểm như thế nào? Em thì hồi đó tới giờ luôn là em thích là sau này kết hôn á thì thứ nhất là sanh con gái, con trai cũng được, con gái cũng được, nhưng mà con gái thì nó dễ điệu hơn. Em có thể điệu với nó. Còn em thích là sinh đôi, tại em thấy mấy bé sinh đôi đáng yêu lắm. Anh thì sinh con nào cũng được, mà sinh đôi hay sinh đơn thì cũng được, nhưng mà anh thì anh chỉ quan tâm tới sức khỏe của em thôi, có như thế nào không. Chứ còn vấn đề sinh thì anh không có ngại, vấn đề con thì anh cũng không quan trọng lắm, tại vì không quan trọng tới ngay là giới tính á. Tại vì con trai con gái là con, mà nó có hiếu rồi, ở đâu nó vẫn có hiếu. Rồi bây giờ là hai bạn hỏi nhau và Thư hỏi nè. Rồi mình đãi ví dụ tới tiến tới đi ha. Rồi mình đãi đám cưới từ Vĩnh Khánh mà ra tới Long Xuyên, mình đãi khoảng nhiêu bàn ha? Mình nối dài từ ngoài đó ra được không? Mười mấy cây là anh Linh? Mười mấy cây. Mười mấy cây luôn. Hai bàn, ở trong nhà em bàn, ngoài này em bàn, là đầu xong với cuối xong. Hợp lý, duyên dáng. Rồi, mình trao đổi như vậy là tôi nghĩ là mình cũng một phần nào đó cảm nhận được về nhau rồi. Đây là thời khắc quyết định, các bạn sẽ bấm nút và chọn. Có thử là, thì tùy cảm xúc mình nha. Nếu mình cảm nhận đó là đúng là một nửa của mình, đó đúng là người mình cần tìm, mình tìm đúng rồi, thì mình hãy ấn nút nha. Bây giờ trước khi bấm nút em hát một bài nữa tặng cho bạn gái đi, để lấy tình cảm bạn gái nào. Dạ, thì trước khi bấm nút anh sẽ hát tặng cho em một bài, khán giả anh Nguyễn Linh với chị Thập Tứ đây một bài. Dạ, là nhưng mà trước khi hát thì cho em có lời xin lỗi với tác giả và ca sĩ. Tại vì khi em hát hôm nay có lẽ họ nghe rồi họ bỏ luôn bài hát. À vậy hả? Nhưng mà thôi, đến đây thì anh sẽ cố gắng. Anh cũng quên tên bài hát luôn rồi. Bao yêu thương anh trao cho em có biết. Gắn lên, gắn lên. Cứ loay hoài, tận ghen em chi nữa. Bao yêu thương năm xưa anh vùi trốn trong lòng mình. Mà vì sao, sao em vẫn không tin. Hôm nay anh yêu em cho dù mai sau vẫn thế. Đã quên rồi từ xưa tình xưa nấm cũ. Chỉ như lúc ngắm mắt khi được ấm em vào lòng. Người yêu ơi, em có biết hay không? Vầng trăng đó giữa mai tóc sáng tình chúng ta. Một tình yêu không thể phai nhòa. Và vì yêu anh sẽ cho người mãi mãi. Và vì sao em hận ghét? Tình yêu đó giữa mai tóc sáng các không gian. Dù ngàn đời có phai. Anh luôn bên em trong những khi em buồn. Vì người anh yêu là em. Ơi người ơi. Hay. Trời ơi, trời. Rồi. Chắc em nghi cái bấm nút này thủ tục quá. Rồi, để tay mình rút bóng đi các bạn. Thật sự thì trong nói chuyện các bạn cũng đã cảm nhận, và mọi người cũng cảm nhận được những cái gì các bạn trao nhau từ ánh mắt tới ánh mắt ha. Hai bà xui thì cũng ôm nhau rồi. Hai bạn cũng đã ôm nhau chút rồi. Bây giờ chúng ta kiểm tra lại con tim mình lần cuối nha các bạn nha. Bấm nút là chúng ta làm đúng như những gì chúng ta đã hứa với nhau. Bấm nút là chúng ta tiến xa hơn. Bấm nút
là ta hẹn hò và đi đến hôn nhân. Chuẩn bị. Ba, hai, một. Hết thời gian. Yeah. Để cái cây đó, hai bạn nắm tay nhau nào. Bây giờ thế này, mình nói với bác, coi như là má vợ tương lai đó, mình xin phép là bắt đầu từ bây giờ mình hẹn hò và mình sẽ chăm sóc con của cô như thế nào, nói đi. Dạ, cho con xin phép là được bắt đầu một cái thời gian tìm hiểu em Linh. Con cũng xin hứa rằng con nếu có cơ hội được tiến xa hơn là nếu con sẽ cố gắng chăm sóc em Linh, tạo cho em Linh một cuộc sống là hạnh phúc. Con không hứa là con sẽ làm cho em đầy đủ về vật chất, nhưng con hứa là sẽ không để cho em thiếu thốn về tình cảm. Con mong bác yên tâm để cho con tìm hiểu em Linh. Rồi, con nói gì ha? Con thắc mắc gì? Dạ, con chào bác ạ. Thì hôm nay tới đây cũng là một cái duyên để con gặp được anh. Thì con hy vọng là con và anh sẽ có được cái nợ để con có thể làm dâu của bác ạ. Thì bác cố gắng tạo mọi điều kiện để tụi con đến với nhau. Đó là điều an ủi nhất trong lòng. Dạ. Rồi, cảm ơn con. Cảm ơn con. Xin phép bác hôn gái. Dạ, cho con xin phép được hôn em một cái ạ. Bác muốn nói kìa. Cái đó là tùy con, hai đứa con. Dạ. Bác ủng hộ không? Ủng hộ. Bác ủng hộ. Dạ, con cảm ơn. Yeah, chúc mừng hai bạn. Đây,